Nếu như anh em đã, đang và sắp tham gia vô thị trường crypto á, thì anh em cần phải có một cái tài khoản sàn để chúng ta giao dịch mua bán các đồng tiền coin đúng không? Nhân tiện thì Bybit nó đang có sự kiện chào mừng người dùng mới á. Khi mà chúng ta tạo tài khoản á, sẽ nhận được hai gói quà. Gói quà đầu tiên là 30 đô quà chào mừng này anh em. Gói quà thứ hai là 30.000 đô này. Rồi bây giờ chúng ta xem chi tiết sự kiện của chương trình này ha. Đầu tiên là nạp tiền để kiếm thưởng này, chỉ dành cho những người mới thôi nha anh em. Khi mà chúng ta nạp tiền thưởng á, ít nhất là 100 USDT và kiếm được tới 30.030 USDT thì để xem chi tiết chúng ta có thể bấm chữ tại đây. Ở đây anh em có thể xem được tổng quan của sự kiện này ha. 30 đô gói quà chào mừng. Ở phía dưới này nó có hiển thị này. Nếu như anh em tạo tài khoản thành công á, sau đó xác minh cấp 1 sẽ nhận được là 3 USDT coupon, đăng nhập vào app Bybit tặng thêm 5 USDT coupon. Đó thì đây là các nhiệm vụ chúng ta có thể làm. Còn ở phía dưới là 30.000 đô siêu ưu đãi nạp tiền dành cho những bạn nào mà nạp tiền với số lượng lớn thôi. Ví dụ nạp hơn 1.000 đô sẽ nhận được là 50 đô bonus. Nạp càng nhiều thì nhận được càng nhiều đô bonus ha. Và thời gian của nó sẽ còn 13 ngày này. Thời gian của cái mục 30 đô này sẽ là 64 ngày. Còn đối với người dùng hiện tại á, anh em đã có tài khoản Bybit lâu rồi, thực hiện nạp tiền ít nhất 100.000 USDT và kiếm được phần thưởng lên tới 500 USDT. Chúng ta có thể xem chi tiết ở đây. Chúng ta nếu như nạp hơn 100 USDT sẽ nhận được là 5 USDT coupon nha anh em. Còn nạp hơn 1.000 USDT trở lên á thì chúng ta sẽ nhận được là 5 đô này, 35 đô này, thì các đô này sẽ là đô bonus. Cái mục thứ ba này sẽ dành cho tất cả người dùng này anh em. Nạp tiền ít nhất 50.000 USDT trong khoảng thời gian từ 17 giờ ngày 3 tháng 11 2022 cho tới 17 giờ ngày 18 tháng 11 2022 theo giờ Việt Nam nha. Và có cơ hội giành được thêm 1.000 USDT phần thưởng luôn anh em. Giới hạn chỉ 50 người dùng chiến thắng thôi. Duy trì số dư tài sản ít nhất 50.000 USDT để được hưởng trạng thái VIP 1. Nạp tiền ròng tối thiểu là 100.000 USDT và tận hưởng trạng thái VIP 2 trong vòng 1 tháng thôi anh em. Khi chúng ta đã nạp tiền vô tài khoản Bybit rồi á, thì nếu như ăn chắc mặc bền á, chúng ta có thể là stake để kiếm tiền. Ở dạng như anh em gửi tiền ngân hàng vậy thì nó cũng thuộc dạng stake ha. Nếu có khác thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng các cái đồng coin để stake thôi. Nạp tiền ít nhất 1.000 USDT và kiếm tới 30% APY trên Bitcoin và ETH bằng Bybit Saving. Thời gian là từ 17 giờ ngày 7 tháng 11 2022 cho tới 14 tháng 11 2022. Bấm vào stake ngay. Ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn những cái đồng coin khác nhau. Thì chúng ta xem để ý những cái phần APY á. Anh em có thể lựa chọn Bitcoin hoặc là Ethereum ha, 30% APY. MTK thì nó là 180% APY này anh em.